xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta hãy bắt đầu bài học bằng cách ôn lại các mẫu câu để nói tới việc mà mình muốn làm. Bạn có nhớ cảnh này không? Anh Kaiho muốn đi về phía biển nhưng anh ấy không biết phải đi xe buýt nào. Còn đây, anh Mine muốn gọi điện thoại. どうぞどうぞ、これを使ってください。ありがとうございます。 Trong ví dụ này, anh Kaiho không sử dụng cách nói khác. Anh ấy cần gọi điện thoại. Bạn có nhớ mẫu câu anh ấy sẽ dùng không? すみません。電話をかけたいんですが。はい、どうぞ。どうもすみません。 Bạn không quên mẫu câu này chứ? Nó được dùng để nhận lấy thông tin, đưa ra yêu cầu hoặc xin phép. Tất cả đều trong cách nói gián tiếp. Có nghĩa là tôi muốn làm như thế này, nhưng... Và để cho người khác phải tự suy đoán xem bạn muốn gì ở anh ta. Bây giờ hãy đổi câu này sang câu trực tiếp để nói người nói muốn làm gì, dùng mẫu câu với tai des. Đây là cách diễn tả trực tiếp một người nào đó muốn làm gì. Nhưng những câu như thế nghe có vẻ như người nói chỉ thông báo to lên rằng anh ta muốn làm gì. Phản ứng của người nghe chắc chắn sẽ là: thế à, sao anh không đi và làm ngay đi. Do đó tốt hơn là không nên dùng mẫu câu này nhiều, trừ khi để trả lời trong trường hợp có ai đó hỏi bạn muốn làm gì. Chúng ta kết thúc phần ôn tập ở đây và tiếp tục sang phần mới. Trong cảnh này, Kia nhìn thấy Okada đang uống bia với vẻ thích thú, anh đã hỏi chị ấy câu này. Okada-san wa o sake ga suki desu ka? Từ osake, nguyên gốc dùng để chỉ rượu sake hay rượu nấu bằng gạo của Nhật, nhưng bây giờ nó được dùng để chỉ những đồ uống có cồn nói chung. Về mặt nghĩa, do những gì mà bạn đã nhìn thấy, bạn có thể nói rằng anh ấy đang hỏi liệu Okada có thích uống rượu không? Đây là một câu hỏi mà chúng ta thường dùng khi muốn hỏi một người khác. Bây giờ, chúng ta hãy học mẫu câu này. Mine-san wa o sake ga suki desu ka? Mine-san wa o sake ga suki desu ka? Hai, suki desu. Kaiho-san wa kōhī ga suki desu ka? Kaiho-san wa kōhī ga suki desu ka? Hai, daisuki desu. Khi trả lời câu hỏi suki desu ka, nếu bạn muốn nói rằng bạn thích tất cả những gì, bạn phải làm là cần phải nói hai suki desu hoặc hai daisuki desu. Có nghĩa là, vâng, tôi rất thích. Nào, bây giờ chúng ta hãy luyện nhé. Đầu tiên, hãy hỏi anh Mine xem anh ấy có thích cà phê không? Mine-san wa kōhī ga suki desu ka?
Mine san wa kohi ga suki desu ka? Hai. Dai suki desu. Và tiếp theo, hãy hỏi chị Sugihara xem thế nào, cố gắng hỏi chị ấy câu hỏi giống như thế. Sugihara-san wa kohi ga suki desu ka? Sugihara-san wa kohi ga suki desu ka? Hai, dai suki desu. Đó là cách hỏi một người xem anh ta có thích một cái gì cụ thể không. Giả sử chúng ta thay thế bằng từ nani có nghĩa là cái gì để hỏi một người nào đó thích cái gì. Chúng ta hãy sử dụng mẫu câu này để hỏi về thức ăn. Mine-san wa nani ga suki desu ka? Mine-san wa nani ga suki desu ka? Watashi wa tempura ga suki desu. Anh Mine nói rằng anh ấy thích tempura. Hầu như chúng ta đều biết rằng tempura là món ăn được làm từ tôm, cá hoặc rau tẩm bột, sau đó rán ngập mỡ. Kaiho-san wa nani ga suki desu ka? Kaiho-san wa nani ga suki desu ka? Watashi wa spaghetti ga suki desu. Watashi wa spaghetti ga suki desu. Anh Kaiho nói rằng anh ấy thích mì ống. Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ tin khi tôi nói đó là món ăn truyền thống của người Nhật, nhưng thực sự nó rất phổ biến ở Nhật Bản. Bây giờ bạn có thể tự mình hỏi xem mọi người thích cái gì rồi phải không? Chúng tôi đã giới thiệu với các bạn một số món ăn ở Nhật Bản, nhưng thực ra đó không phải là món ăn thực sự. Tất cả những thứ này chỉ là mẫu các món ăn được trưng bày ở các cửa hiệu mà thôi. Bạn có nghĩ là nó trông giống như thật không? Chúng ta hãy tới thăm một nơi làm ra những mặt hàng này và xem nó được làm như thế nào. Đây là một nơi sản xuất những mặt hàng này. Người ta đun chảy sáp ong. Đây chính là cách làm món tempura giả. Công việc thật là tinh xảo và sản phẩm đã được hoàn thành. Con tôm này đã được sơn đuôi và mắt. Trông nó đẹp đấy chứ. Ở đây có đủ các loại mì. Vâng, đó chính là cách làm. Bây giờ, hãy sử dụng các món giả này để luyện tập loại mẫu câu này một lần nữa. Bạn thích loại nào? Hoặc bạn muốn loại nào? Để tạo ra câu hỏi này, bạn chỉ cần thay từ dore vào vị trí từ nani. Mine-san wa dore ga suki desu ka? Watashi wa kore ga suki desu. Kaiho-san wa dore ga suki desu ka? Watashi wa sore ga suki desu. Câu hỏi này được dùng khi có sự lựa chọn giữa nhiều đồ vật. Đó chính là lý do các từ đây và kia được sử dụng trong các câu trả lời. Cố gắng nhắc lại câu hỏi theo chị Sugihara. Dore ga suki desu ka? Dore ga suki desu ka? Lần này, bạn hãy hỏi chị Sugihara xem chị ấy thích thứ nào. Sugihara-san wa dore ga suki desu ka? Sugihara-san wa dore ga suki desu ka? Watashi wa kore to kore to これが好きです。Bạn vừa mới học cách sử dụng どれが好きですか để hỏi ai đó xem họ thích cái gì hơn trong số những cái được chọn. Tiếp theo, chúng ta sẽ học một mẫu câu giống như thế để hỏi ai đó xem họ thích cái gì. ケーキはいかがですか?いいですね。私も大好きです。どれがいいですか?私はこれがいいです。海保さんはどれがいいですか?私はこれがいいです。
杉原さんは？私はこれがいいです。ではいただきます。どれがいいですか？có nghĩa bóng là cái nào tốt, được sử dụng với nghĩa bạn muốn cái nào trong số những cái này. Vì thế, tình huống như trên màn hình mà bạn vừa xem nghĩa là bạn muốn ăn thứ nào. Chúng ta hãy xem những cảnh tiếp theo về Yang. À, Yang-san, thịt có ghét không? Dạ, tôi thích. À, Okada-san, bạn ăn gì? Đúng vậy. À, tôi thích cá. Đây là những câu trả lời của chị Okada khi Yang hỏi xem chị ấy sẽ ăn cái gì. Câu trả lời của chị ấy có nghĩa là tôi muốn ăn cá. Từ cá trong tiếng Nhật là sakana, nhưng đây là một trong những từ mà nhiều người phụ nữ thường hay thêm tiền tố o vào. Chính vì vậy mà bạn đã nghe thấy chị ấy nói osakana. Watashi wa osakana ga ii desu. Watashi wa osakana ga ii desu. Từ ii desu cũng có thể được dùng để nói một vật nào đó có tiện lợi cho ai đó hay không. Ichi ga ii desu ka? Watashi wa kono hi ga ii desu ne. Watashi wa この日がいいんですが、いかがですか？私はいいですよ。カイコさんはいかがですか？私もいいです。じゃあ、この日に決めましょう。Phần lớn, tất cả các công ty đều có loại bảng này trong văn phòng để nhắc mọi người về lịch làm việc trong tháng. Ở đây, konohi có nghĩa là ngày này. Còn ii desu được sử dụng để sắp xếp lịch trình và có nghĩa là thuận lợi. Watashi wa kono hi ga ii desu. Watashi wa kono hi ga ii desu. Bây giờ, khi họ đã quyết định ngày thuận lợi cho tất cả mọi người, thì anh Mine đã nói. Dewa, kono hi ni kimemashou. Dewa, kono hi ni kimemashou. Có nghĩa là, vậy, chúng ta quyết định ngày này. Đuôi, mashou. Ở đây có nghĩa là hãy làm. Bây giờ, xin các bạn hãy xem hai ví dụ khác về cách sử dụng của nó trong đoạn phim. みんなお魚が好きだそうですよ。あ、そう。じゃあこの店に入りましょう。あ、そう。じゃあこの店に入りましょう。今日は小林さんのご馳走だそうです。よ。いらっしゃいませ。よろしく。いらっしゃいませ。Chúng ta vừa xem hai ví dụ về tình huống dùng macho. Bạn có nghe thấy không? Câu một có nghĩa là hãy nâng cốc chúc mừng. Câu hai có nghĩa là hãy vào nhà hàng này đi. Những câu này bắt đầu bằng sore ja hoặc ja một cách lịch sự. Cả hai từ đều có nghĩa là vậy thì hoặc nào. Chúng ta sẽ thực hành sử dụng đuôi macho ở bài sau, còn bây giờ hãy nhớ nó có nghĩa là hãy. Kuromatsu.海宝さん、これ好きですか？ええ、大好きです。これは？好きですよ。これは？ええ、好きです。では、これはどうですか？Xem hình ảnh này, các bạn thấy anh Kaiho có vẻ không thích món cá sống lắm.
chúng tôi vẫn chưa dạy cho các bạn cách nói tôi không thích cái này. Nào, các bạn hãy tìm xem làm thế nào để nói được nhé. これ好きですか? いいえ、好きじゃありません。いいえ、好きじゃありません。Ở đây, các bạn có thể thấy rất rõ cách để thành lập một câu trả lời phủ định. Hãy thay です bằng じゃあります。これ好きですか? いいえ、好きじゃありません。いいえ、好きじゃありません。Chúng ta đã học dạng phủ định của câu nó ngon đấy chứ là oishiku arimasen. Đây là cách phủ định hơi khác một chút vì suki thuộc về từ loại khác so với oishi. Như vậy, về nghĩa câu 2 rất giống câu tôi ghét nó nhưng ở mức độ nhẹ nhàng hơn một chút. Và chị Sugihara đã phiên dịch những từ của anh Kaiho là tôi không thích món này. Xin các bạn hãy lắng nghe. みねさんもこれ嫌いですか? いいえ、嫌いじゃありません。好きですよ。いいえ、嫌いじゃありません。好きですよ。Câu này có nghĩa là bạn cũng ghét món đó chứ? Anh Mine trả lời, không, tôi không ghét. Và bạn có thể biết được câu trả lời cho câu hỏi này theo mẫu câu tương tự như khi một người nào đó nói rằng anh ấy không thích cái gì đó. Từ ski được thay thế bởi từ kirai và đó là sự khác biệt duy nhất. Sau khi nói rằng anh ấy không phải là không thích món đó, anh Mine đã nói thêm câu tôi thích món đó. Sở dĩ như vậy vì kirai ja arimasen nếu được sử dụng độc lập thì có nghĩa là anh ấy không thích nó một cách đặc biệt. Hãy xem mẫu câu này được sử dụng để nói về một người nào đó thích cái gì đó như thế nào. Sugihara-san, これいかがですか? 私それあまり好きじゃありません。はあ、じゃあこれはいかがですか。私それもあまり好きじゃありません。お酒はいかがですか。嫌いですか。いいえ、嫌いじゃありません。じゃあどうぞ飲んでください。Tôi nghĩ rằng ở đây có cái gì đó nhầm chăng? Bạn có hiểu được phần lớn những điều họ nói đó không? Chị Sugihara sử dụng hai lần mẫu câu Anmari suki ja arimasen. Anmari luôn được sử dụng với động từ ở dạng phủ định, có nghĩa là không, lắm. Hầu hết mọi người không hay nói là họ thích rượu phải không? Trong đoạn phim về Yang còn có một ví dụ khác cùng thể loại diễn tả suy nghĩ của ai đó về việc uống rượu. Okada-san, お酒は好きですか? Okada-san, お酒が大好きなんですよ。本当ですか? そうですよ。私は